À, nãy như Đức đang lễ Phật, tự nhiên mình nhìn lên Đức Phật A Di Đà, trong lòng mình lúc niệm Phật mà nó vọng tưởng, mà nó thầm nghĩ rằng mình đến với cuộc đời này được thân người rất thù thắng, mà cái duyên nó càng thù thắng hơn. Thì nhớ ngay đi, thí dụ như mình sinh cho một gia đình là một cái duyên. Nếu như mình sanh được trong một gia đình cái duyên mà tiếp nhận Phật Pháp thì đây là một cái duyên cũng đặc biệt tốt. Cái nhân đó nó ảnh hưởng, ảnh hưởng cả đời của mình. Cái thiện đó cứ nối tiếp cả đời của mình. Nó nghĩa là được thân người đã quan trọng rồi, mà cái duyên sinh cho một gia đình cũng rất quan trọng. Rồi cái duyên mà chúng ta gặp Phật Pháp cũng rất quan trọng. Thí dụ như cũng cùng gặp Phật Pháp, nhưng nếu là một cái duyên mà mình gặp các Pháp khác thì cái như mình thua, mình tu vô không nổi. Nên may mắn thay mình gặp ngay cái duyên Pháp Môn Tịnh Độ. Mà nếu cái duyên ngay Pháp Môn Tịnh Độ, mà nếu như mình gặp ngay một người khuyên tu Tịnh Độ mà không có phương pháp tu, mà họ tu Tịnh Độ nhưng mà họ tu giống như là tí niệm Phật, nhưng mà họ hướng theo tự lực thì họ hướng dẫn mình cũng thua luôn. Vì mình nghe mỗi ngày mà mình cũng không có cách tu gì, mà mình hướng theo tự lực thì mình cũng thất bại luôn. Nhưng may mắn thay mình được một cái duyên gặp người khuyên mình là tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì phù hợp với căn tính mình. Thế thì thấy là cái duyên nó rất quan trọng luôn. Duyên rất là quan trọng. Thí dụ như cuộc đời Đại Lão và Thượng Tịnh Không đi, cái duyên Ngài tiếp nhận Phật Pháp được là nhờ nghe Ngài học với Thầy Phương Đông Mỹ, triết học gia mà nổi tiếng thế giới. Mà khi Thầy Phương Đông Mỹ nói một câu mà Hòa Thượng Tịnh Không Ngài để ý tới Phật Pháp, bén rễ Phật Pháp. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Thì người trí tuệ đa phần thật sự ai cũng muốn có thân người và có cái hưởng thụ. Nhưng mà nghe nói học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất trong đời người, mà lời nói này lại từ miệng của một vị thầy mình là bậc triết học gia mà Hòa Thượng Không rất là tin tưởng và tôn trọng. Thấy không? Nên Hòa Thượng Không nghe câu đó cái là để ý Phật Pháp, là bén rễ từ Thầy Phương Đông Mỹ. Nhưng mà Thầy Phương Đông Mỹ thì chỉ đem kinh Phật để làm triết học, làm giáo án để mà hướng dẫn người thôi. Thì Phật Pháp này cũng chưa phải là Phật Pháp mà áp dụng vào cuộc sống nhân sinh xác thực để lợi ích thật sự một đời. Sau khi Thầy Phương Đông Mỹ mất đi thì trong thời gian Thầy Phương Đông Mỹ chưa mất thì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài có nhân duyên gặp được Chương Gia Đại Sư. Mà Chương Gia Đại Sư thì cũng chưa nói gì đến cái pháp môn niệm Phật này nữa. Không? Cũng là bậc nổi tiếng giỏi, nhưng mà cũng chưa nói gì pháp môn niệm Phật này. Và khi học đến với Ngài Chương Gia Đại Sư, Chương Gia Đại Sư Ngài mất đi thì tiếp tục gặp Thầy Lý Bính Nam. Bầu Thầy Lý Bính Nam thì dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh thuyết pháp, và khuyên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không rằng vì sao ông không để ý pháp môn Tịnh Độ này và tu pháp môn Tịnh Độ này. Tại vì Thầy Lý Bính Nam cũng bỏ ra 20 năm chờ, và mỗi lần gặp Ấn Tổ là Ấn Tổ Ngài nói rằng tại sao không niệm Phật đi, mà tham học rồi học thiệt là nhiều. Mỗi lần gặp Ấn Tổ thì Ấn Tổ Ngài khuyên tại sao không niệm Phật. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng mất thời gian gần 20 năm, có nghĩa là tiếp nhận Phật Pháp cũng gần 20 năm. Thì Thầy Lý Bính Nam khuyên tại sao không niệm Phật đi. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nghĩ rằng pháp môn niệm Phật này quá đơn giản, trong khi cái trí tuệ của Ngài là học kinh giáo nào học cũng rất mau, mà trong khi pháp môn niệm Phật này quá đơn giản. Nhưng khi Ngài giảng kinh tới mà mười đại nguyện vương của Bổn Hiền Bồ Tát mà hướng dẫn chúng sanh niệm Phật cầu sanh cực lạc, Ngài nói rằng bậc đại Bồ Tát mà còn niệm Phật sanh cực lạc, ta là ai? Từ đó về sau Ngài mà hướng đến pháp môn Tịnh Độ. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là cái duyên từ ngay Tịnh Độ
mà Ngài mới nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới. Còn nếu như Ngài mà không gặp Phúc Môn Tịnh Độ, Ngài chỉ giảng kinh thuyết pháp, dù có giảng giỏi cỡ nào thì chắc chắn Hòa Thượng Tịnh Không cũng không thể nào nổi tiếng mà khắp nơi trên toàn thế giới được. Thì chỉ có Phúc Môn niệm Phật mà chúng sanh tiếp nhận được, tu tập được. Nên trong đời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, nhưng bộ kinh Vô Lượng Thọ là Hòa Thượng Tịnh Không giảng nhiều nhất. Vì bộ kinh Vô Lượng Thọ là nói đầy đủ về thế giới Cực Lạc, Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ nhiều nhất. Thì vị mới biết cái tầm quan trọng của Pháp Môn Tịnh Độ. Mà Đức Phật cũng nói là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Nên những Đức nói rằng cái duyên khi gặp Phật Pháp cực kỳ quan trọng. Ai là người hướng dẫn quý vị tu, và người hướng dẫn vị tu phù hợp hay không, đây mới nói là cái quan trọng này quý vị. Còn vị coi gặp Phật Pháp thì quá nhiều người gặp Phật Pháp luôn, nhưng gặp Phật Pháp là để đi đến chùa, chứ ở nhà thì không có tu tập gì. Gặp một người không nói gì giải thoát thì quý vị đừng mong nói cho tới chuyện giải thoát. Tại người thầy quý vị hướng dẫn á, họ không nói gì giải thoát thì làm gì có cái chuyện quý vị biết đến giải thoát. Thấy không? Cái này quý vị thấy quan trọng chưa? Nên những đức nói cho quý vị nghe, quy y với một người không phải là không quan trọng đâu. Vì cái quy y là cái khởi đầu quý vị khi gặp Phật Pháp, mà gọi là duyên với Phật Pháp quý vị là duyên như thế nào nữa. Nó, nếu như quý vị đến quy y một vị thầy, một vị thầy này không có một phương pháp tu gì, không có hướng vị giải thoát gì, thì quý vị đừng có mong quý vị biết tới cái chuyện tu hành giải thoát mới công có đi. Thì quý vị thấy cái quy y là cái khởi đầu quan trọng không? Đừng nói là không quan trọng nghe. Nên những đức mới nói là cái duyên rất quan trọng đó. Được thân người khó được, mà duyên có thân người là sanh vào gia đình nào đó. Nếu sanh vào gia đình sát sanh hại vật thì chúng ta cả đời cứ đi sát sanh hại vật. Nếu sanh vào một gia đình mà trộm cắp thì cả đời chúng ta học theo trộm cắp. Nhân tố nó lôi kéo gì đó. Nếu sanh vào một gia đình mà hung dữ bạo ngược thì cứ chúng ta cứ học theo như vậy. Hình thành ra từ cái duyên. Cái duyên rất quan trọng. Nếu nó là duyên phước, duyên thành tựu là duyên khởi đầu. Duyên cực kỳ quan trọng. Rồi khi chúng ta gặp Phật Pháp là gặp duyên như thế nào nữa. Thấy chưa? Thấy quan trọng chứ quý vị. Quý vị mà nghe gì rồi quý vị mới thấy rằng là hiện tại chúng ta rất là mừng mình đã gặp một cái duyên cực kỳ thù thắng. Đó. Thì biết rằng là những đức là tới 29 tuổi gặp Phật Pháp, mà cái duyên những đức rất là may mắn. Mà cái duyên này chúng ta nói cái câu may mắn là cái câu phù hợp thế gian pháp, chứ chúng ta đã trồng cái nhân duyên này rồi. Cái duyên những đức khi gặp Phật Pháp, quý vị biết không, những đức đi đến ngay cái ngôi chùa chuyên tu tịnh độ luôn. Mà trong cái thời điểm người đó, người ta chân thật gầy dựng tín nguyện niệm Phật, mà người ta niệm Phật mà người ta háo hức vô cùng, những đức lại gặp ngay cái thời điểm háo hức đó đó. Rồi những đức bị ảnh hưởng luôn, ảnh hưởng luôn cái pháp môn tịnh độ quý vị. Mà nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng thuộc kinh Vô Lượng Thọ, mà cái tâm Ngài mà nói về thế giới Cực Lạc, những đức bị ảnh hưởng luôn. Rồi là hình thành cái tâm những đức, cái duyên hình thành từ đó luôn. 5 năm những đức được gầy dựng cái duyên đó, và quyết tâm đời mình phải niệm Phật sanh Cực Lạc. Và mình thấy mình không có khả năng học tập gì, nên niệm Phật là phù hợp với mình nhất. Và lấy cái cách đơn giản nhất của cái người đầu tiên những đức gặp mà háo hức niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, những đức đã nhìn ra cái vị này. Những đức nói rằng cái cách giảng của ông là chắc chắn phù hợp chúng sanh, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái cách tu của ông là chắc chắn chúng sanh tu được. Vì những đức là người quản chúng để ý rõ ràng, khi lễ Phật thì ít buồn ngủ, khi tụng kinh buồn ngủ nhiều. Mà tu mà nếu tu quá nhiều chúng sanh ngán. Tại vì những đức thấy là khi tu mà nhiều quá thì đại chúng trong chùa họ cứ đi một vòng, họ câu giờ. Nên những đức nhìn từ đó, nên những đức cắt gọn từ khóa tu lại, trở thành một thời khóa hoàn chỉnh, cho trong chùa cũng tu được, mà ở nhà cũng tu được. Đây là cái mà những đức đã được trải nghiệm mà nhìn nhận hết rồi đó quý vị. Hình thành ra thời khóa tu này. Và những đức lấy tín nguyện làm chính, đó là tư tưởng của Thiện Đạo Đại Sư và Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Hai điểm này những đức gầy dựng tịnh độ ngay chỗ này. Là những đức biết rằng chúng sanh trong thời mạt pháp này chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì họ mới không bỏ cuộc phương pháp môn tịnh độ này. Họ không bỏ môn tịnh độ này là ngay tín nguyện thôi. Chỉ có ngay tín nguyện mới không bỏ môn tịnh độ. Vì nhớ kỹ chỗ này nghe. Nên từ nơi đó những đức nói gặp duyên là cái rất quan trọng. Vì để ý có bao nhiêu người gặp Phật Pháp, mà để gặp tịnh độ mà tin được bao nhiêu người. Vì cái người hướng dẫn quý vị là họ không tin tịnh độ, mấy vị gặp ngay người đó thì thôi rồi xong luôn, đúng không? Rồi thí dụ như chúng ta gặp tịnh độ, chúng ta gặp ngay cái người dẫn mình đi làm từ thiện, thì vị giỏi lắm là biết làm từ thiện thôi. Rồi quý vị gặp ngay người hướng dẫn vị là ngay đi cúng, thì quý vị giỏi lắm biết đi cúng thôi. Đó là những đức nói duyên, những đức không có nói cái gì nghe. Nói là duyên á, những đức tại vì đây là chúng ta đang nói về nhân duyên quan trọng.
Đó. Nếu như bây giờ quý vị gặp Phật Pháp mà gặp ngay một người xây chùa thôi thì quý vị giỏi lắm, bố thí cúng dường xây chùa thôi, không có cách tu gì cả, đúng không? Nhưng mà quý vị gặp Phật Pháp thì gặp ngay một con người là bố thí cúng dường cũng làm, tài thí cũng làm, ăn chay phóng sanh cũng làm, mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật càng làm, thì đây là gọi là hội tụ nhân duyên. Vì nhân duyên phước báo để mà tu tịnh độ thì cực kỳ thù thắng luôn, rất phù hợp luôn. Đại Thọ Lão và Thượng Tịnh Không cả ngày cũng giảng như vậy luôn. Nên từ nơi đó chúng ta được cái duyên mà ngày hôm nay mà mỗi ngày tu chung này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thí dụ như Đại Lão và Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày thường kể cái câu chuyện của Trương Thiện Hòa, ông làm đồ tể, phải duyên ông thù thắng không? Thì nghe câu chuyện này nhiều lần, phải duyên thù thắng không? Thí dụ như ông làm đồ tể mà cách đời ông giết trâu, biết bao nhiêu con trâu mà nói. Vì mà cuối cùng mà người đầu trâu xuất hiện, quý vị, cái đó là biết cái gì không? Tướng địa ngục xuất hiện. Người đầu trâu xuất hiện lúc đó gọi là tướng địa ngục xuất hiện. Mà lúc đó là ông Trương Thiện Hòa chuẩn bị chết. Thì chuẩn bị chết tướng địa ngục mới xuất hiện. Thì có người cặn tử nghiệp, cái tâm tư của họ cái gì là tướng địa ngục xuất hiện đó. Nếu mà họ an lạc niệm Phật là tướng cực lạc xuất hiện, hiểu không? Còn cái này ông la lối sùm lên là người đầu trâu đến đòi mạng không? Là tướng địa ngục xuất hiện. Nhân duyên của ông cực kỳ quan trọng. Đây là những đứa nói nhân duyên, nhân duyên rất quan trọng luôn. Thì lúc đó ông kêu la lên cứu tôi. Thì quý vị coi nhân duyên lúc đó lại có một người xuất gia, mà người này là chuyên niệm Phật đó chứ. Gặp người xuất gia mà người này là chuyên niệm Phật, nghe tiếng kêu cứu như vậy, bước vào nhà coi ai mà kêu cứu như vậy. Thì bước vào thế, hỏi ông vì sao ông kêu la như vậy. Ông nói là người đầu châu rất là nhiều đến đòi mạng tôi. Người xuất gia này là người tín nguyện niệm Phật, biết tướng địa ngục xuất hiện, đốt mấy cây nhang đưa cho ông, kêu ông cầm nhang niệm Phật lớn lên, niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Chỉ có Phật A Di Đà mới cứu được ông thôi, dạy ông như vậy thôi. Nhân duyên thù thắng của ông hội tụ trong lúc đó. Thì ông nghe lời, ông chân thật ông niệm Phật, ông niệm mấy câu gì đó thôi. Thì tức khắc quý vị biết cái tâm lúc đó ai cứu ông? Vì người đầu châu đến ông sợ quá. Bây giờ khuyên niệm Phật chứ có Phật A Di Đà mới cứu được ông. Thì bây giờ ai cứu được ông? Ông niệm người đó. Thì ông chân thật ông niệm A Di Đà Phật, chỉ có toàn tâm toàn ý cầu A Di Đà Phật cứu giúp ông thôi. Thì lúc đó ông chân thật ông niệm đó thì cảm với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà, được Phật A Di Đà tiếp dẫn ông giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì thấy đây phải duyên không? Nếu như ông không gặp nhân duyên này hoàn toàn thì ông tiêu, ông đọa tam đồ ác đạo, đọa địa ngục xong tiếp tục ông phải làm trâu để trả mạng. Giết bao nhiêu con trâu thì mỗi giết một con trâu thì trả một mạng trâu. Quý vị giết bao nhiêu con muỗi thì quý vị trả từng con muỗi, từng mạng, từng lần, từng lần, từng lần. Vì giết bao nhiêu con kiến thì quý vị biết rằng con kiến cũng là một súc sanh tạo tội nghiệp, một loài động vật tạo tội nghiệp mà đầu thai làm loài súc sanh. Vì nếu như chúng ta giết một con kiến thì trả một mạng một con kiến, giết 10 con kiến thì trả 10 mạng 10 con kiến, giết gà thì giết một con gà thì trả một mạng một con gà. Cứ như vậy quý vị sát sanh bao nhiêu con vật thì nhất định chúng ta sẽ trả lại cho bao nhiêu cái mạng như vậy. Nhưng đầu tiên phải đọa địa ngục xong mới tới súc sanh trả mạng. Kinh khủng không? Cái này đáng sợ lắm. Nên cái duyên là cái cực kỳ quan trọng. Ông Trương Thiện Hòa nếu không gặp duyên thù thắng, gặp người khuyên niệm Phật lúc đó thì ông tiêu. Giống như Pháp Sư Vánh Kha, ông cũng vậy luôn, tạo tội nghiệp nặng như vậy, phạm trai phá giới trong chùa là người xuất gia đó. Nhưng ông may mắn thay là ông nghe người ta nói gì nhân quả. Cái này nè, cái đặc biệt nè, cái duyên của ông bén nè. Lúc đó ông quá sợ rồi, tội nghiệp của ông chắc chắn là phải đọa thôi, phạm trai phá giới trong chùa là đọa là chắc chắn luôn. Ông chỉ có một con đường là tìm cách nào để mà giúp ông, để mà ông đừng đọa trong tam đồ ác đạo. Vì cái tâm quá sợ của ông nên ông phải tìm hiểu hỏi người. Tạo tội nghiệp như vậy rồi, bây giờ làm sao đây? Có cách nào để giúp cho ông khỏi đọa tam đồ ác đạo hay không? Thì người ta đem những câu chuyện niệm Phật vãng sanh ra chỉ dạy ông, hướng dẫn ông. Ông phát tâm quá kinh sợ, bây giờ phải tìm cách nào để mà khỏi đọa tam đồ ác đạo. Vì đọa tam đồ ác đạo quá đáng sợ. Cuối cùng thì ông quyết tâm niệm Phật. Vào thắt đóng cửa lại 3 ngày 3 đêm ông niệm Phật. Cái tâm đó của ông không đơn giản đó quý vị. Trong chúng ta không thể nào, khó có người nào làm được như ông. 3 ngày đó của ông là thật sự không đơn giản chút nào.
không ăn không uống gì cả, mà 3 ngày 3 đêm mà ông niệm, mà ông niệm mà đến mà nói mà Đức Phật A Di Đà mà thị hiện đến nói với ông rằng thọ mạng của con còn 10 năm nữa, con tiếp tục con tu đi, 10 năm sau ta đến tiếp dẫn ông. Ông cũng là thị hiện cực kỳ đặc biệt để nhắc nhở chúng ta, Phật A Di Đà đã đến thì không thể nào cái chuyện mà không theo Đức Phật A Di Đà được, không có nói việc gì nữa hết. Thì lúc đó ông nói rằng con tạo tội nghiệp nặng nề, nghiệp chướng sâu dày, bây giờ con bỏ luôn 10 năm tuổi thọ con đi theo Phật A Di Đà liền. Đây là việc mà tất cả chúng ta phải nhớ kỹ, không có nói việc gì lớn lao trong cuộc đời độ sanh thiết pháp gì, mà Phật A Di Đà đến là phải đòi đi theo Ngài liền, buông bỏ xả luôn mạng sống thọ mạng luôn theo Phật A Di Đà trước chắc ăn. Nên Pháp Sư Quánh Kha là người thể hiện rất là thông minh, Ngài nói rằng 10 năm tuổi thọ con xả bỏ luôn, con muốn đi theo Ngài. Mà đã là gặp Phật A Di Đà rồi thì không thể nào Ngài từ chối vị à. Mà Ngài tùy theo nhân duyên gì quý vị còn 10 năm tuổi thọ, Ngài nói như vậy. Nếu như quý vị nói dạ con cố gắng, 10 năm sau Ngài rước con, coi chừng nguy hiểm, biết đâu 10 năm nữa mình không niệm Phật hay sao. Mình rớt luôn. Ngài hứa là hứa quý vị niệm Phật á, Ngài cho thấy rồi là an ủi rồi. Nhưng mà 10 năm đó mà quý vị mà lao theo danh lợi mà không niệm Phật thì quý vị rớt gan chịu, thấy không? Nhưng mà bây giờ quý vị quyết định bỏ 10 năm tuổi thọ con đi theo Phật A Di Đà, quyết tâm đi theo Phật A Di Đà cho chắc ăn. Thì Ngài nói rằng được rồi, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. Mở cửa thác ra báo cho người trong chùa, 3 ngày sau Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi. Người trong chùa nói rằng cái gì? Người như ông mà 3 ngày nữa Phật A Di Đà tiếp dẫn, có người hư hỏng phạm trai phá giới như ông. Nhưng được rồi, 3 ngày không lâu, xem coi như thế nào. Tới ngày thứ 3 thì ông nói với người trong chùa rằng bữa nay quý vị có thể đổi thờ khóa tụng kinh này kia đồ thành thờ khóa niệm Phật để đưa tiễn tôi về cực lạc được hay không? Nếu mà ông giảng sanh về cực lạc thật sự, dù 3 ngày 3 đêm tôi cũng niệm Phật đưa tiễn ông đi, không chi là một thờ khóa. Người trong chùa đều quy nhất hướng về niệm Phật để đưa tiễn ông đi. Thì ông lúc đó tắm rửa thay đồ đồ đàng hoàng hết dân vô cùng với đại chúng niệm Phật. Thì niệm Phật một chút thì ông nói Phật A Di Đà đã đến rồi, thôi chào mọi người tôi đi. Ông giảng sanh thiệt, không đơn giản chút nào. Đây là duyên, đúng quý vị, duyên này rất quan trọng nha quý vị. Nên những đức nói cái duyên cuối đời được hộ niệm cũng cực kỳ quan trọng. Thì nghe chỗ này rồi quý vị mới thấy cái duyên được hộ niệm cũng cực kỳ quan trọng đối với kẻ phàm phu chúng ta. Nhưng cái duyên hàng ngày mà được quân tập dụng công tu thì cũng cực kỳ quan trọng, còn quan trọng hơn nữa. Tại vì sao? Vì thường ngày quân tập giống như chúng ta đang đi học mà có mục tiêu vậy đó. Thì quân tập học hoài thì nhất định khi chúng ta ra trường thì nhất định chúng ta sẽ đạt mục tiêu mà chúng ta đã chọn lựa, đúng không? Bây giờ quyết tâm niệm Phật giảng sanh rồi thì hàng ngày phải quân tập thời khóa tu. Mà phải có một thời khóa tu mà mình tu an lạc, mình tu vui vẻ trong cuộc sống của mình, để mình thể hiện cái nhân duyên phước báo của mình là mỗi ngày mình tu được, mình an lạc được, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, cho mọi người thấy rằng Phật Pháp nó hay. Đó là áp dụng hàng ngày, chứ không phải giải quyết cuối đời. Vì trong cuộc đời chúng ta còn cái cơ hội để quân tập hàng ngày, để cho chúng sanh thấy cái pháp tu này thù thắng. Mà khi mình giảng sanh mình còn để lại cái nhân duyên này cho nhiều người nhìn để mà ta tu theo. Đây là hàng ngày quan trọng để quân tập cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và khi cuối đời mà được nhắc nhở hộ niệm nữa thì đúng là hổ mọc thêm cánh, cực kỳ thù thắng luôn. Nên cái pháp tu của những đức là tu, quý vị đều tu được, rất dễ tu, áp dụng từng gia đình là quá hay. Khi cuối cuộc đời quý vị mà được hộ niệm, được nhắc nhở thì đúng là kết hợp quá thù thắng. Nên những đức đưa cái điều hộ niệm cho quý vị. Thì cái này quý vị nhớ kỹ. Nếu như quý vị hỏi thầy ơi, nếu như cuối đời con mà nằm đó mà được chiếc máy hộ niệm không á, với người hộ niệm chỗ nào quan trọng hơn? Người quan trọng hơn. Chiếc máy chỉ là sự hỗ trợ, có đỡ hơn không. Tại vì chiếc máy nó là vật vô chi niệm lên để nhắc nhở mình, nếu mình không tỉnh thì khó. Nhưng mà con người quan trọng hơn là con người ngồi bên cạnh giúp đỡ mình. Là khi mình cặn tư nghiệp, tâm trí bắn loạn thì người đó khai thị là hay nhất là cái gì? Yên tâm, đừng lo, có chúng tôi giúp đỡ, niệm A Di Đà Phật đi. Đừng lo, có chúng tôi giúp đỡ, niệm A Di Đà Phật đi. Cứ thường bắn loạn lo âu là cứ khuyên họ đừng lo, đừng lo, đừng sợ, có tôi giúp đỡ, cứ khuyên như vậy. Và cứ như vậy mà giúp họ niệm Phật thì đó là thiện chí thức đặc biệt để giúp họ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên hàng ngày mình tu là cái rất quan trọng, và khi cuối đời được hộ niệm là vô cùng quan trọng. Cái này hỗ trợ nhưng mà cái nhân tố để mỗi ngày tu.
để đi đến được hộ niệm. Đó là hàng ngày vì phải gieo, gieo duyên này rất quan trọng. Nên nhà Đức nói chúng ta gặp duyên rất rất thù thắng quý vị. Nếu như quý vị mà không biết trân quý cái nhân duyên này mà bỏ lỡ uổng lắm. Còn nếu chờ tới cuối đời mà được hộ niệm nhắc nhở như ông Trương Thiện Hòa thì cái này nguy hiểm quá, quá nguy hiểm quý vị. Trương Thiện Hòa không đơn giản chút nào, đó là thị hiện. Dù là tướng địa ngục, tạo tội địa ngục, tướng địa ngục xuất hiện, nhưng vẫn có cơ hội giảng sanh. Ý muốn nói rằng chúng ta là dù tạo tội nghiệp gì, chỉ cần quay đầu niệm Phật là có cơ hội giảng sanh. Còn nếu như mình đợi tới giờ đó mà như ông Trương Thiện Hòa thì đúng là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nên nói rằng hộ niệm là cái rất quan trọng, nhưng mà mỗi ngày quân tập càng quan trọng hơn, để cuối đời được cái nhân duyên, được hộ niệm thì vô cùng là yên tâm, chắc ăn. Đó là điều mà chúng ta chia sẻ. Cái thời tu này là nhân duyên quan trọng nha quý vị. Nên bây giờ tại gia đình mà gặp được cái cách tu này thì phải nắm cho chắc nha quý vị. Nó nắm cho chắc để chúng ta đời này vừa thế giới cực lạc nha. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.